Để phát triển sâm thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Chương trình này định hướng phát triển sâm Việt Nam trở thành ngành hàng mang thương hiệu quốc tế, có giá trị xuất khẩu cao. Đây cũng là mục tiêu lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách cho các địa phương để ngành hàng này phát triển, đem lại hiệu quả cao, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước sản xuất sâm lớn trên thế giới. Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên hơn 9.000 km2, trong đó có 50% diện tích rừng. Là tỉnh có khí hậu vùng nhiệt đới và một số nơi có độ cao trên 1.200m so với mực nước biển, thổ nhưỡng phong phú, đa dạng phù hợp để phát triển các loại cây dược liệu quý như lan kim tuyến, sâm vũ diệp, tam thất, thất diệp nhất chi mai, thổ hoàng liên, hoàng tinh, trong đó đáng chú ý nhất là cây sâm. Là một địa phương mà có rất là nhiều cái điều kiện thuận lợi để có thể phát triển các loại nông sản dược liệu. Khí hậu ở những cái đỉnh, những cái điểm mà có độ cao như thế thì nhiệt độ bình quân năm chỉ có 16 độ C thôi. Vì vậy là nó rất thuận lợi để phát triển các loại cây dược liệu và đặc biệt là sâm Lai Châu. Thì sâm Lai Châu là một cái loại cây đặc hữu của địa phương và có giá trị rất là lớn và hiện nay tỉnh đang rất là chú trọng để phát triển loại dược liệu này. Đến nay, Lai Châu đã bảo tồn, nhân giống và phát triển được trên 100 hectare sâm tại các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đầu tư trồng sâm bước đầu hình thành chuỗi giá trị phát triển dược liệu và bảo tồn nguồn gen dược liệu quý hiếm theo quy trình. Ví dụ như doanh nghiệp này nằm ở bản Xín Trải C, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, từ năm 2016 đã trồng khoảng 1 hectare sâm Lai Châu. Đến nay, doanh nghiệp có gần 3.000 cây sâm đầu dòng tự nhiên với độ tuổi từ 10 đến 80 năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức lương từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Cây sâm Lai Châu nó là một cây được gọi là cái kế sinh nhai cho đồng bào dân tộc ở trên dãy núi này. Từ khi em lên đây làm thì em cũng vận động bà con dân tộc sinh sống trên này để vận động họ đi lên đây làm và để thay đổi cái đời sống của người dân. Sau gần 10 năm triển khai trồng, cây sâm nơi đây hầu hết đã cho hạt và ươm được khoảng 10 vạn cây sâm giống. Đây là nguồn cây giống để doanh nghiệp nhân rộng quy mô trong những năm tới, để người tiêu dùng có đầy đủ thông tin về sản phẩm sâm, tạo lợi thế cạnh tranh, có tính đột phá cho việc phát triển quy mô trồng, sản xuất và chế biến sâm trong nước. Doanh nghiệp này đã luôn đồng hành cùng các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Thông qua những cái chương trình xúc tiến thương mại, chúng tôi được kết nối, được tiếp cận với nhiều đối tác trong nước cũng như là ngoài nước, và từ đó thì đã tạo ra được những cái kênh kết nối giữa sản phẩm đến với lại nhiều địa phương trên cả nước, tiếp cận với nhiều đối tác hơn, đi theo cái hướng là tập trung vào thị trường nội địa trước, sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành là phát triển các cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của khách hàng, từ đó thì sẽ có những cái bước tiến ra thị trường nước ngoài. Với mục tiêu phát huy tiềm năng, lợi thế đưa sâm Lai Châu thành sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tỉnh Lai Châu đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển diện tích và vùng trồng sâm lên khoảng 3.000 ha, gắn trồng với chế biến, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm chế biến từ sâm Lai Châu. Đến năm 2045, toàn tỉnh phấn đấu sẽ phát triển khoảng 10.000 ha sâm và có thêm một nhà máy chế biến sâu, 100% sản phẩm thu hoạch được chế biến, bảo quản theo quy định, trong đó 30% sản lượng được chế biến chuyên sâu. Bên cạnh những cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành cái chương trình về phát triển sâm và dược liệu quý của Việt Nam thì tỉnh cũng đã có nhiều những cái nghị quyết để có thể hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân để phát triển vùng trồng sâm này. Tỉnh cũng đang thu hút mạnh những nhà đầu tư để có thể đầu tư, để có thể sản xuất ra những cái sản phẩm liên quan đến sâm Lai Châu. Tổ chức những cái hoạt động xúc tiến thương mại ở trong nước và nước ngoài, thường xuyên là tham gia những cái hoạt động sự kiện ở trong nước như là những cái hội chợ thương mại hay là những cái hoạt động xúc tiến, những hoạt động triển lãm, những cái hoạt động mà giới thiệu quảng bá sản phẩm trực tiếp về nông sản. Kon Tum hiện là tỉnh có diện tích sâm Ngọc Linh lớn nhất nước. Tỉnh đã quy hoạch vùng phát triển sâm với tổng diện tích là hơn 31.000 ha. Toàn tỉnh có hơn 1.160 hộ gia đình, 30 nhóm hộ, tổ liên kết sản xuất và 5 doanh nghiệp sản xuất sâm. Tổng sản lượng củ tươi ước đạt khoảng 213 tấn, sản lượng hạt giống khoảng 8,6 triệu hạt trên một năm và đưa vào ươm cây giống được khoảng 6,2 triệu cây giống một năm. Đến nay, tỉnh đã hình thành được chuỗi liên kết từ trồng, thu hoạch, chế biến và phân phối, xây dựng thương hiệu đối với sản phẩm sâm Ngọc Linh. Tập trung phát triển các cây dược liệu có thế mạnh ở tỉnh như là sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm, vân vân. Phấn đấu đưa tỉnh Kon Tum trở thành là trung tâm dược liệu trọng điểm của cả nước.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, các địa phương đang xây dựng quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sâm Việt Nam tập trung. Theo đó, sẽ tập trung gây trồng, phát triển vùng nguyên liệu sâm với diện tích khoảng 21.000 ha tại các tỉnh Quảng Nam, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên. Việc triển khai sẽ được thực hiện đồng bộ từ phát triển vùng nguyên liệu đến chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của từng vùng, từng địa phương. Từ đó, phát triển cây sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe, đồng thời không ngừng đa dạng hóa sản phẩm để sâm Việt Nam trở thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.